Chào mừng các bạn đã quay lại với Thế Giới Vlog của Phương Mèo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi đây và nói về, thảo luận với nhau về chủ đề là những cái bí quyết để trở thành một người phụ nữ có thần thái và khí chất. Thì khi mà nói về chủ đề này thì sẽ có những bạn mà một khi không thích mèo rồi thì sẽ nói chắc gì, hay là mọi người nghi ngờ là chắc gì Mèo đã là một cái người phụ nữ có thần thái hay khí chất để mà ngồi chia sẻ về chủ đề này, đúng không? Nhưng mà Mèo cũng xin được tâm tình rằng là những cái điều mà Mèo sách chia sẻ đây đó là do Mèo quan sát những người phụ nữ xung quanh và những cái mẫu hình người phụ nữ nổi tiếng mà Mèo cho là họ có thần thái và khí chất, cũng như là Mèo đang tự cải thiện, Mèo đang cố gắng thực tập những cái điều này mỗi ngày để mà mình bước đến cái con đường cải thiện và để mình cải thiện bản thân và bước đi trên con đường đến mẫu người phụ nữ thần thái và khí chất. Nên Mèo muốn chia sẻ những điều này với các bạn, đặc biệt là các bạn nữ xem video của Mèo, để chúng ta cùng cố gắng, cùng tự cải thiện bản thân để có thể cùng nhau trở thành những người phụ nữ có bản lĩnh, có thần thái. Điều đầu tiên của một người phụ nữ thần thái, có thần thái và khí chất thì dĩ nhiên đầu tiên trước mắt, trước hết luôn, đó là ngoại hình. Ngoại hình đây các bạn, tức là các bạn phải chăm chút cho bản thân của mình. Nói đây không có nghĩa là mọi người sẽ nghĩ là đó là xe xua chân diện. Cái chăm chút chỉnh chu trong cái ngoại hình đó là khi mà các bạn đến nơi đông người hay các bạn gặp ra ngoài, gặp người này người kia thì các bạn xuất hiện trong một cái bộ dạng hoàn chỉnh, chỉnh chu và đàng hoàng nhất, trong những cái bộ trang phục thích hợp nhất. Tức là không phải lúc nào hở hang thì mới là đẹp, mà đôi khi chỉ là một cái áo sơ mi, một cái quần jean, nhưng mà nó gọi là hoàn hảo khi mà trong một cái, các bạn đi đến một cái không gian hay là một cái buổi gặp mặt nó phù hợp. Thì biết mặc gì để đi đến đâu, gặp những ai cho phù hợp, đó là cũng là một trong những cái khí chất và cái thần thái của một người phụ nữ rồi đó. Và đặc biệt các bạn cũng đừng quên việc chăm sóc cho da dẻ, cho tóc tai, cho đó là ngoài việc trang phục thì da dẻ, tóc tai và mọi thứ của bên ngoài của một người phụ nữ đều toát lên cái thần thái và khí chất của mình. Các bạn không thể xuất hiện trong một bộ đồ rất là chỉnh chu nhưng mà mặt mày lem luốc hay tóc tai rối bời được, đúng không? Thì khi mà mình hoàn thiện tổng thể ngoại hình của mình để xuất hiện ở những nơi có người ngoài, đó là một cách mình tôn trọng đối phương cũng như là mình thể hiện cái mình tự tôn trọng bản thân mình. Và đừng ngại cái việc mà tự làm đẹp cho bản thân. Phụ nữ là sinh ra là để đẹp, để người khác ngắm mình đẹp và để mình tự tin với cái nét đẹp của mình. Nên người ta mới nói không có phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Thì tức là mình hoàn thiện cái ngoại hình của mình, đó là cái bước đầu tiên cần thiết trong việc thể hiện cái khí chất và cái thần thái của người phụ nữ. Ở cái điều thứ nhất này thì Mèo đã nói chung là cô đã hoàn thiện được cũng gọi là 90% rồi. Những lúc lười biếng đi từ nhà xuống dưới mà mặc đồ ở nhà thì mình sẽ bịt khẩu trang lại, nhưng mà nói chung là việc chỉnh chu ngoại hình là Mèo đã làm được rồi đó. Còn cái bước thứ hai đó là lời nói, tức là một người phụ nữ thần thái và khí chất, tức là có người ta gọi là thanh sắc á. Sắc tức là cái ngoại hình mà Mèo vừa nói ở trên, thanh tức là cái lời mình nói ra. Thứ nhất về ngữ điệu nhẹ nhàng vừa đủ, tức là ngày xưa và cũng giống như là Mèo bị ảnh hưởng của ở gia đình Mèo ở dưới miền Tây á, miền Tây người ta gọi là hào sản mà ăn to nói lớn. Thì khi mà Mèo vừa lên Sài Gòn Mèo cũng như vậy, tức là Mèo nói chuyện lớn tiếng lắm, đi đến những đám đông hay là đi với người yêu đến những nơi đông người á, mà nghe điện thoại một cái là xung quanh ai cũng nghe luôn. Không phải là mình cãi lộn nhưng mà tại vì cái chất mình nói chuyện lớn tiếng, giống như ở nhà mẹ Mèo cũng nói chuyện lớn, bà ngoại Mèo cũng nói chuyện lớn thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Ngày xưa Mèo quen một cái anh người yêu cũ á, là ảnh là ở Mỹ về thì ảnh là người chỉ với Mèo, em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, vừa đủ nghe. Từ đó Mèo sẽ tự cải thiện bản thân, tức là Mèo sẽ nói chuyện, mình phải điều tiết là được cái âm giọng của mình, tại vì không ai muốn nghe một cái tiếng quá lớn ở xung quanh lỗ tai mình, nó sẽ bị làm cho mình cảm thấy ồn ào và khó chịu á. Thì Mèo sẽ phải điều tiết đó lại, hoặc là đôi khi lúc đó thời gian đầu chưa quen thì Mèo đi, mỗi lần Mèo nói chuyện lớn tiếng thì bạn bè sẽ nhắc Mèo để mà Mèo có thể sửa đổi. Thì nói âm độ vừa đủ nghe, đừng có quá lớn nhưng mà cũng đừng có nhỏ nhẹ, cái kiểu nhõng nha nhõng nhẽo. Lời nói ngắn gọn, xúc tích, có thần thái, có khí phách trong cái lời mình nói ra và kiên định trong lời nói.
đặc biệt nói thì là nói là những người phụ nữ có khí chất á biết khi nào mình nên nói, khi nào mình nên im lặng, và khi nói cần nói những điều gì, nên nói những điều phải, những điều đúng, không phải là xuống nịnh nha, nhưng mà cái gì đúng mình nói, cái gì phải mình nói, không nói những cái mà gây tổn hại, tổn thương người ta khác, đặc biệt là không nói xấu người khác. Điều thứ ba đó là sự nghiệp, hay nói đơn giản hơn là công việc. Một người phụ nữ có muốn có khí chất hay là muốn có bản lĩnh, muốn có thần thái thì ít nhất phải có một cái công việc riêng cho mình, có một cái điều để mình làm mỗi ngày, mình hướng tới, mình phát triển sự nghiệp, mình phát triển bản thân, và mình làm cái, mình đẩy cái đam mê của mình lên. Tức là phụ nữ sẽ thể hiện được cái thần thái, cái bản lĩnh của mình khi mà mình làm việc, khi mà mình thể hiện cái sự hăng say của mình đối với cái đam mê của mình á. Đã có rất nhiều người đàn ông, anh em xung quanh nào từng nói là rất bị thu hút bởi những người phụ nữ khi họ tập trung làm việc. Thì một người có cái công việc riêng của họ, có cái niềm đam mê để họ theo đuổi, cũng là một cái để tạo nên cái khí chất của một người phụ nữ. Điều thứ tư mà một người phụ nữ, nếu các bạn muốn trở thành một người phụ nữ có khí chất, có bản lĩnh và có thần thái, đó là tài chính. Tài chính ở đây không phải nói là các bạn phải rất giàu các bạn mới có bản lĩnh hay có khí phách, có thần thái, mà ít ra tài chính ở đây là các bạn có thể độc lập được về tài chính của mình, có thể tự lo được cho bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào ai, không phải phụ thuộc vào cha mẹ, gia đình luôn, chứ không phải là chỉ riêng về người yêu hay chồng. Ngay cả khi lấy chồng rồi bạn cũng phải độc lập tài chính của mình, có thể cùng cán đáng lo lắng tài chính cho gia đình cùng với chồng, hoặc là có tài chính để mình tự mua những món đồ mình thích mà không phải xè tay ra xin tiền bất kỳ ai, xin tiền cha mẹ hay xin tiền người yêu, xin tiền chồng con mình. Cái đó là một cái gọi là, mẹ nói cái đây là một trong những cái yếu tố tiên quyết để làm nên khí phách của người phụ nữ. Khi các bạn có tiền, các bạn sẽ không phải phụ thuộc vào ai, các bạn sẽ có tiếng nói của các bạn và các bạn kiên định. Tức là mình có, mình không sẽ bị mua chuộc bởi tiền nè. Em ở nhà làm nội trợ, anh đưa tiền nên anh nói em phải nghe, nói chó, con mèo nói con chó cũng phải nghe. Thì làm sao mà mình có thần thái hay khí chất gì được. Thì một khi mình có cái, mình tự làm ra tiền, khi mà hai vợ chồng hay là hai người yêu, mình có thể nói ra suy nghĩ của mình mà mình không sợ ai có thể control được nó, thì một người phụ nữ kiên định mới là một người phụ nữ có thần thái và khí chất. Điều thứ năm đó là tính tình chân thật. Chân thật nó khác nhu nhược hay là ngu ngốc nha. Chân thật tức là mình không có giả dối, không có lừa bịp, không, tức là mình luôn nói sự thật, mình luôn giữ uy tín, mình không có lừa người này lừa người kia hay nói một đằng làm một nẻo. Thì một cái điều mà làm nên cái sự khí chất cũng giống như là một cái sự tôn trọng mà những người xung quanh dành cho một người phụ nữ đó là chân thật. Tình yêu chân thật đó là sự chung thủy, công việc chân thật đó là một cái sự giữ chữ tín. Và tất cả những sự chân thật mà các bạn dành cho cuộc sống, nó tạo nên cái sự tự tôn và tự cái tôi của bản thân mình. Đó là một cái mà người ta nhìn vào và người ta cũng thấy sẽ là nghe sự chân thật nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự đôi khi nó sẽ làm cho đối phương rất là khiếp sợ. Nên mình cứ sống thật thôi, sống thật và sống đúng rồi mình sẽ không sợ ai hết. Điều thứ sáu của một người mà các bạn có thể bắt gặp ở những người phụ nữ mà có thần thái khí chất là luôn luôn sống tích cực. Họ luôn thấy sự tích cực trong tất cả mọi điều tiêu cực xung quanh. Ví dụ xung quanh này có những bạn, những người phụ nữ họ là single mom rất là nhiều, mà họ rất là thành đạt, rất là giàu có. Tức là họ đi lên từ những tiêu cực, từ những thất bại trong hôn nhân, trong tình yêu, và họ vực dậy, họ nghĩ là ngoài việc không có ly dị chồng thì mình vẫn có thể có sự nghiệp, mình vẫn có thể nuôi con mình. Tức là họ xây dựng cho mình một cái cuộc sống rất là tích cực bằng những, dù cho cái trước đó có là tiêu cực đi nữa thì họ cũng đi lên bằng sự tích cực. Thì cái sự tích cực luôn lạc quan và luôn điều phối được cảm xúc của mình, đó là một trong những cái tính chất rất cần có người phụ nữ thần thái và khí chất. Tại vì họ sẽ khác với cái việc người ta thường nhìn vào phụ nữ và nói là phụ nữ sáng nắng chiều mưa rồi gì, ngày xưa có cái bài hát gì mà con gái nó có là không, con gái nó không là có, đó cũng là một cái tính chất mà không nên có phụ nữ. Thì cái sự tích cực và luôn control được cái cảm xúc của mình cũng là một cái mà điểm cộng ở những người phụ nữ có khí chất và thần thái. Điều thứ bảy đó là biết đối nhân xử thế. Biết đối nhân xử thế ở đây á, khi mà mình quan sát những người phụ nữ có thần thái và khí chất á, họ luôn rất điềm đạm, ngay cả khi là họ đang nóng giận. Tức là họ điều khiển được cái sự không cho mình nóng giận, mà gọi là giận quá mất khôn, không kiểm soát được, để nói ra những cái lời không hay, không đúng, thì nó đã ảnh hưởng ở cái điều thứ hai mà mẹ nói ở trên, đó là lời nói rồi. Nên họ phải biết đối nhân xử thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho đối phương, để mà có cái sự cư xử đúng đắn nhất.
Giống như Mèo từng chia sẻ rất nhiều lần, khi con người biết đặt vào vị trí của nhau á thì mọi thứ có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì khi người phụ nữ biết đối nhân xử thế, họ đặt mình vào vị trí của những người khác để suy nghĩ, để đối đáp, để mà cư xử á, thì họ đưa ra những cái quyết định cũng giống như cái cách cư xử rất là khéo léo, thì điều đó làm cho họ trở nên đẹp hơn và cái thần thái của họ tăng lên rất là nhiều. Điều số 8 đó là tâm hướng thiện. Thì đúng là đừng nói về khí chất hay là bản lĩnh, một cái người phụ nữ mà có cái tâm đẹp á là họ đã là một người phụ nữ đẹp rồi. Tâm sinh tướng mà. Các bạn sẽ để ý những cái người phụ nữ mà họ hướng thiện thì gọi là khí chất ngút ngàn. Ví dụ mọi người có thể biết là chị Thủy Tiên, suy nghĩ của họ bắt nguồn từ cái tâm, và từ cái tâm dẫn đến cái suy nghĩ, và từ suy nghĩ dẫn đến hành động. Thì khi cái tâm hướng thiện thì họ sẽ suy nghĩ tích cực, suy nghĩ điều tốt lành. Thì khi một người đã có cái tâm đẹp, suy nghĩ đẹp và những hành động đẹp thì chắc chắn là không thể chê là khí chất và thần thái ở đâu hết khỏi đây được hết đó. Thì nên mọi nguồn gốc đều xuất phát từ tâm, thì chúng ta nên tập cho mình một cái cách sống suy nghĩ tích cực và suy nghĩ về những điều thiện, thì tự động nó sẽ tỏa ra cho mình một cái khí chất mà là mọi người rất thích nhìn mình, rất thích ở bên mình, rất thích làm việc cùng mình và rất thích cái năng lượng tích cực đó của mình. Điều thứ 9 cũng là điều cuối cùng mà Mèo muốn chia sẻ các bạn ở cái topic lần này, mà Mèo quan sát được ở những người phụ nữ mà Mèo thần tượng hay là Mèo cảm thấy là họ rất là thần thái và khí chất, đó là yêu thương mọi người xung quanh và đối xử với mọi người xung quanh như cái cách mà mình muốn họ đối xử với mình. Và Mèo cũng đang tự tập cho mình cái cách cư xử như vậy. Tức là ví dụ ngày xưa Mèo tự so sánh bản thân mình bây giờ và ngày xưa mình khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa người ta ghét Mèo hay là bạn bè Mèo ghét Mèo, khi ngày xưa đi học có mình học giỏi hơn cái người ta ghét mình, là mình cũng thể hiện lên, mình cũng chảnh lên cho mình. Kiểu ngày xưa Mèo từng có tuyên bố là ai mà ghét Mèo là Mèo cho ghét luôn. Mà bây giờ thì Mèo sẽ không khe tới những người mà ghét mình nữa, mình chỉ tập trung cho những người mà mình yêu thương thôi, và mình lan tỏa cái sự yêu thương. Còn đã ghét mình thì mình quan tâm làm gì, mình chỉ quan tâm với những người mà họ yêu thương mình, bởi vì họ xứng đáng nhận được sự quan tâm của mình. Còn một khi người ta đã ghét mình rồi thì bạn dành cái sự quan tâm của bạn cho họ để làm cái gì? Và Mèo cũng cố gắng cư xử với họ, những người xung quanh Mèo bằng cái cách mà Mèo muốn nhận. Ví dụ khi mà Mèo yêu một người đi, Mèo không muốn bị nói chuyện lớn tiếng, Mèo không muốn bị nạt thì Mèo cũng sẽ không nạt người ta. Nói chung á là Mèo cái điều này thật sự rất là khó nha mọi người. Đôi khi là mình hy vọng và mình chờ đợi người ta cái điều đó, nhưng mà mình lại không làm được cho người ta mà mình cứ chờ đợi hoài. Thì trước hết thay vì mà mình focus vào cái việc mà mình đang mong cầu thì mình sẽ tập mình làm được cái điều đó trước. Thì một người phụ nữ có khí chất thì sẽ là cải thiện cái cách giao tiếp, và là luôn dành sự yêu thương, cũng như là mình sẽ luôn dành những điều tốt đẹp cho người khác trước đã, trước khi là đòi hỏi họ dành điều tốt đẹp cho mình. Thì chính điều mà Mèo vừa chia sẻ qua là những điều mà Mèo vẫn đang cố gắng hàng ngày. Ngay cả những điều mà mình đã làm được rồi, mình vẫn phải làm nó hàng ngày để nó trở thành thói quen, nó trở thành một phần không thể thiếu của bản thân mình. Cái khác biệt giữa một người phụ nữ khí chất thật là vì tất cả những điều đó xuất phát từ họ như một thói quen, như một bản năng, thì đó mới làm nên khí chất nha. Còn cái kiểu mà các bạn giống như bắt chước hay là tập tành, kiểu mà mình không tập nó mỗi ngày, nó không trở thành cái bản chất của mình được đâu, thì nó sẽ bị gọi là cái gì giả tạo á. Thì mình nên tập mỗi ngày để nó trở thành một phần không thể thiếu của bản thân mình, giống như việc ra đường ăn mặc chỉnh chu đẹp, nó phải là thói quen. Rồi nói phải chậm rãi, rõ ràng, nhỏ nhẹ, âm vượng vừa đủ, nó phải trở thành cái bản năng thì mới là của mình, mà mới làm nên cho mình một cái thần thái và cái khí chất. Và những điều đó, những điều mà Mèo chia sẻ trên là những cái mà chúng ta phải tập mỗi ngày cho từ giờ cho tới cuối đời luôn, nếu chúng ta là phụ nữ mà chúng ta muốn trở thành một người phụ nữ thần thái và khí chất. Thì hy vọng những cái điều Mèo chia sẻ cũng giúp cho các bạn nữ mà đang xem video cùng Mèo nhận ra và có thể trải nghiệm cùng Mèo để thử mình thực tập những điều này mỗi ngày, để tất cả chúng ta, Mèo và tất cả những người phụ nữ xung quanh Mèo đều trở thành những người phụ nữ thu hút, có thần thái và khí chất, cũng như được mọi người yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Mèo, và hy vọng sẽ gặp các bạn ở tất cả những video sau này mà Mèo làm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.